Thưa quý vị và các bạn, dinh dưỡng dành cho người tiểu đường được xem là một bài toán khó cho cả các y bác sĩ bệnh nhân và thậm chí cả người nhà bệnh nhân. Một chế độ dinh dưỡng đáp ứng đầy đủ dưỡng chất, vitamin tốt cho cơ thể, đồng thời giúp hạ và ổn định đường huyết là sự lựa chọn số 1 cho những bệnh nhân tiểu đường. Và mới đây các nhà khoa học Việt Nam đã liên kết nhận chuyển giao 100% thành phần và công nghệ nhập khẩu Hoa Kỳ trong sản xuất sữa tiểu đường chuyên biệt Cluzabet, đảm bảo cho người bệnh tiểu đường giải quyết tối đa các vấn đề gặp phải trong quá trình ăn kiêng. Glucosebet ứng dụng công nghệ hiện đại đạt chuẩn quốc tế từ tập đoàn dược phẩm MacBabcom hiện đại của Hoa Kỳ hoạt động theo cơ chế sử dụng chính enzyme trong cơ thể để tác động và thúc đẩy khả năng chuyển hóa, sản sinh insulin tự nhiên nội sinh đồng thời giúp các tế bào phản ứng hiệu quả hơn với insulin hạ và ổn định đường huyết về mức an toàn. Các thành phần như ốc chó, đậu xanh, đậu nành đặc biệt chiết xuất polyphenol có trong táo đỏ cung cấp dưỡng chất thiết yếu và vitamin có lợi cho cơ thể cao gấp 20 lần so với sản phẩm thông thường. Chúng tôi thấu hiểu nỗi lo lắng và mong muốn có được chế độ dinh dưỡng hợp lý của những bệnh nhân tiểu đường. Sự ra đời của sữa GluzaBet sẽ giúp quý vị có một chế độ đầy đủ dưỡng chất vitamin cho cơ thể, đồng thời hạ và ổn định đường huyết về mức an toàn, tốt cho tim mạch và huyết áp cho bệnh nhân tiểu đường. Sữa tiểu đường chuyên biệt GluzaBet Bổ sung dưỡng chất thay thế bữa ăn, giúp cơ thể đủ chất, đủ năng lượng, sức khỏe tăng cường, đồng thời ổn định đường huyết. Mỗi ngày 3 đến 4 ly sữa Gluzabet là sự lựa chọn đơn giản hóa về dinh dưỡng cho người bệnh tiểu đường, mang đến giải pháp dinh dưỡng chất lượng, an toàn và tiết kiệm chi phí cho người bệnh.